Rồi chạy lướm 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 cầu dách, cầu dách, cầu dách, cầu dách. Dừng luôn không sao đâu. Dạ nước ngon. Còn trái nó dứt luôn, hai trái luôn đó. À. Chưa em giật sai rồi. hết cay rồi hả? Trái thắng điếc luôn mất rồi. Mỏi tay quá hả? Bước tới 2 bước thì tệ đó. Rồi. Rồi xin chào mọi người. Lấy muỗng mà cựu mã mã thôi chứ cần kia nụ nó lụm chí. Dạ, mới cầm dạ kìa. Rồi anh em sẽ lụm làm thỏ gò. Làm thỏ dừa chứ. Hôm nay anh em có món tuổi thơ và món độc lạ của quê mình mọi người nhé. Đó là dừa. Cậu chạy cái sóc ghê á. Ở quê địa phương gọi là lòng thả dừa mọi người nhé. Ở cùng sẽ có đậu phụng, rau ram và bánh trốn. Bánh trốn gột. Thì nước dừa chặt ra mọi người nhé. Thì đây cái cơm của nó mọi người sẽ bào ra và bỏ vô trong cái nước này. Thì Dương Béo sẽ làm thêm gia vị là rau răm, rau thơm vậy. Rau răm không phải rau dưa? Rau răm, bánh tráng. Rau răm với bánh tráng mọi người nhé. Với bánh tráng với đậu phộng. Đậu phộng đó hả? Ừ. Rau răm rồi đây. Cứ nhặt đi mua ít ra răm bánh tráng với lại muối sỏi gì. Sỏi thì lùm bánh chó. Sao món này nếu mà nói về tuổi thơ mà, thì những hàng 9x trở về trước đó, thì mới biết món này chứ còn mà 2k trở về sau thì không biết cái món này đâu mọi người. Dừa thì mọi người biết không? Biến thể rất là nhiều món. Đây. Được chưa? Còn trái kìa. Thôi trái đó để lại đi. Để lại mai chích vaccine gì uống. Ok cạo núng. Đây Tiên Khánh đang làm vừa vô nó nhặt đi mua rau đi. Cái này phải làm vừa non mới được hả? Vừa nãy nói chung là vừa nãy cũng được á. Đây là ngon nhất rồi. Thôi vô nó nhặt lên mua đây để đó anh chặt lên cho. Anh nói đây. Anh nói đây chứ cậu Dương nó không. Không uy tín nè. Muốn gì cậu Dương? Cậu Dương nói là cậu Dương. Bánh tráng đậu phộng. Ok lúng. Ok núng. Nhiều quá cả. Đúng. Ngon. Dương Béo rồi. Chắc ok. Tầm vừa thói nhiều đó. Nổ luôn chứ lẽ là làm không chạy. Đợt này còn đang sáu trước rồi, nó lặn to đó. Dạ. Đợt này ít trái. Trái với lại trái nó không to. Không giật được hết kia, bán thôi giật. Anh lấy cái thau nhựa nhỏ, thau nhôm gì đó, làm cho nó đẹp. Đây là những công đoạn đầu nữa. Dừa thì chỉ cần mình làm ra từng miếng vậy thôi. Đây là nước dừa. Cái này có thêm gì không? Không thêm gì hết đâu. Đấy là đường chanh. À tí đường tí chanh nữa hả? Đường chanh đó nữa. À. Có vẻ cũng hơi cầu kỳ á.
thịt để lát nữa, xem lúc pha chế chế biến cái món này thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây mọi người, cái gì công thức là gì? Đơn giản mà, xí muối xí đường thôi. Xí muối xí đường à? Có chanh không? Chanh xí nữa nặng như sao? Xí nữa ra bánh tró này vô rồi. Đấy cái nọ. Bụi cỏ bên đường đó. Đây là bụi tre. Làm sao làm để con lu lủng luôn. Lu là canh mè món dưỡng béo. Lủng là mùi sỏi gì ta hấp mình luôn. Đó là bọn các bạn là cái người cầm này. Làm ít à, làm hết đó luôn không? Ít thôi. Ít thôi. Lấy cái non non thôi đúng không? Mỏng mỏng. Lấy cái vừa vừa ăn như vậy mọi người nhé. Cái này làm thì uống về dễ khác cũng hấp dẫn rồi. Tí có rồi làm vừa ăn nó thơm lắm. Ủa vậy hả? Làm sao là bỏ tủ lạnh hả? Nói chứ. Bỏ xíu cho nó mót à. Okay. Cái món này là món tuổi thơ mọi người nhé. Tuổi thơ của những anh em mình đây. Còn không biết thì ở quê mọi người như thế nào. Tuổi thơ dữ dội. Dạ em ăn món này chưa? Em ăn món nhỏ, em ăn món này chưa? Em đầu với anh biết miết miết. Rửa rau răm đây hả? Đây là mua người nhé. Nhật là mua rau răm. Hình như thiết là phòng rồi. Không cần phòng cũng được. Không cần là phòng à? Anh em nào. Ít cho rồi ăn. À đúng rồi, quên. Làm gì thế nhỉ? Thì Khánh đang làm những công đoạn dư dừa mà. Khánh hái dư dừa lên là đâu có để luôn hầu ăn hả? Xác cái dục lên ngoài ngoài đóng lên cho nó khôi. Ừ, tí rộng thôi. Dư dừa hả? Dạ, dạ đấy. Dư đang làm đạo phục. Rồi, biểu diễn như kì đó. Vô quay luôn á. Biểu diễn là chứ, hát 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 mà chứ. Đừng hết xuống, đừng có hết xuống cái dưới đất là được. Xuống dưới đất thì mỉa rồi bọn. Đó, cho ra hết bụi cây cho nó khô. Ok. Tráng lát rồi vô chứ. Cô nước vừa đi. Thử coi. Đây, đậu phụng vừa xong. Đây không giả nha, để nguyên hộp vậy hả? Không biết là so với mọi người ở đây gọi là món độc lạ không, chứ còn ở quê mình thì món này là nó bình thường mọi người. Kìa. Kìa. Ok, thử nước dừa miếng nè. Nó chanh, bỏ chanh nữa. Ờ, chanh đi. Một món. Một. Thơm. Mọi người ăn cái cơm dừa với lại cái bánh tráng nước, bánh đa mọi người ạ. Tạo ra cái độ béo, béo. Ngon ngon lắm. Thơm. Giờ sẽ đi bỏ tủ lạnh mọi người nhé. Thì lát nữa khi mà độ lạnh nó vừa đủ thì mới bỏ rau răm với lại bánh tráng vào là đỉnh thôi. Ok mọi người, cái món lòng thả dừa này thì nãy giờ là anh em ướp lạnh rồi. Dương bỏ tủ lạnh xong rồi giờ bắt đầu ra là bỏ rau răm như vậy mọi người nhé. Rau răm sắc nhỏ và bỏ đậu phộng. Vậy là xong đúng không? Còn bánh tráng. À giờ bánh đa, đây bánh tráng, bánh đa vậy đây là bóp nhỏ và bỏ vào mọi người nhé. Nhỏ quá mọi. Đây là, đây là món ăn giải khát buổi trưa. Yeah. Đây rồi. Chơi cũng nhăn vô, món ăn cũng nhăn vô. Ok. Thôi vô anh Lâm. Tại bỏng. Anh Lâm ơi. Em bánh bèo hả? Em bánh bèo. Đúng hả? Yên tốn hả? Review quá. Rồi. Đây mất nè. Đây, Dương Béo đang bánh tráng kìa kìa. Món này món tuổi thơ mọi người nhé. Ăn dễ khó thôi mọi người.
bỏ lên con thịt bò lại này. Mở đây. Hồi hồi nhỏ anh Lâm có ăn món này chưa? Cái này chắc cũng có hơi bị nhiều lần rồi. Nhưng mà cách đây có vài chục năm xa chưa em. Từ quen lại. Cái quay là cái mùi vị của tuổi thơ không? Nhớ. Thôi lạng lạng xuống cái miếng đào cả. Đó. Không có cả. Nhớ là mùi vị của tuổi thơ chứ. Đào quá rồi. Nó mới so với lại uống nước dừa thường thì sao? Không. Cái này có ràm vô đó, nó thơm. Ok nha Khéo. Hồi trước nhỏ giờ em ăn cái này mấy lần rồi mà không? Lâu rồi chưa ăn lẹ, bữa nay mới nhờ nên Dương mới nhảy đây nên lồm lẹ đây mà em thử ra, vô ra. Sao? Mốc, nó giữa ngọc. Sao tiếng Anh? Không nghe. Dừa nó ngọt, nó tròn giòn giòn thơm thơm. Đạo nó béo. Rau thơm nó hơi khai khai tí. Nước sữa ngọt. Trộn chung vào nhau. Một món ăn coi như rất là độc lạ mọi người nhé. Sao đầu bếp? Rất ok, rất ngon. Bao nhiêu lâu rồi anh chưa ăn cái món này? Mười mấy năm. Nó cũng phải 15 năm. Tại vì hồi trước thì nó như kiểu là kinh tế nó khó khăn mọi người. Rồi nhà thì thiếu ăn, thiếu uống. Thì nên ra cái biến thể của những cái món ăn mà ở nhà trồng được hay là món ăn dân dã thì cứ biến thể với nhau thế là làm. Đây, đây là topping à. Full topping à? Full topping. Bánh tròn, dừa, đậu phộng, rau ram. Múc cho nước nữa. Nhà vô rồi mà húp tí nước chứ. Ừ. Ngon. Cái này mát lắm mọi người. Cái này đi luôn một nét của đầu mẫu á. Lạ. Mình mới không lấy cho lần cả. Đây. 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 Giá nhiệt bước chưa? Cho anh miếng ít thôi. Anh thử hình nhỏ, nói chung là anh lúc mà do anh đi xa nên anh chưa ăn món này nhiều. Nước ít thôi, ít nước thôi, cho anh nước, cho anh nước. Cho anh nước thôi. Đây anh thử coi. Review thử coi. Để mình review thử mọi người nha. À đũa gắp. Thôi đừng bỏ vô nữa. Nó dở đó. Chưa hình dung lắm, giống món gì. Đợi chứ nữa. Nước dừa nó hơn. Cho tới đường nó ngọt. Mặn lạnh mọi người. Xong ngay là phụng béo và bánh tráng ra thì nó nó ra cái mùi rất là lạ mùi ạ. Nó là chưa hình dung được nó giống cái món gì đã từng ăn từng uống. Nó chưa giống, nó chưa giống mình theo mình ăn thì mình cũng ăn nhiều nhưng mà chưa ăn nãy giờ mà vẫn chưa nghĩ là nó giống cái món gì. Kiểu như có những món ăn mình ăn thì nó giống tương tự nhưng mà cái này vẫn không hình dung ra được giống được cái gì. Nó có cái khẩu vị riêng của nó rất lạ mọi người. Đi sao, món ok không? Ngon. Món này gửi cho Sài Gòn uống trừ Covid. Bà nãy chụp món này đó. Nó cho hòa cầm á. Bà nãy chụp món này đó, hòa cầm. Rất là ngon rồi. Cố này ngay cô. Trời mà nắng nóng mà làm cái này thì cũng hấp dẫn, lạnh lạnh lạnh. Ngon lắm mọi người. Làm bao nhiêu? Hai chén hả? Hai chén rồi. Uống này ngon hơn uống rượu đâu nha. Giỡn luôn à. Thiệt lạnh. Chanh nữa ngon. Wow, đã. Bộ tử thì hàng thủ. Trái thứ ba mọi người. Không quá. Mười mấy cho mình xem. Mười mấy 20 năm mới ăn được lẹ. Mình bỏ cân vào nước. Ăn to rồi. Ăn nó mới nó cả. Nào rồi bò chén rồi. Ngắt luôn. Ngắt luôn. Ngắt luôn. Ngon mà. Ngon mà. Chó gì nó hụt mất hả?
Chứ sau cái cuộc ngày mai thì anh em sắp tới anh em sẽ có những chuyến sinh tồn rồi. Tại vì bây giờ mưa bão nên là anh em cũng là công việc, công việc riêng của mỗi thành viên nên là anh em chưa tập trung được để đi sao bảo bảo nữa trải nghiệm. Thì chắc là trong thời gian tới gắn nhất thì xong những cái tập này thì anh em sẽ tiến hành đi trải nghiệm một bữa. Vâng, hái đi. Em uống trái đi. Thôi, nó. Ok, miếng nào cũng ngon mọi người ạ. Đây, anh em cũng xin kết thúc video ở đây. Thì cái món này thì cái món anh em vừa nghỉ mát để uống nước, và cái món là hồi tưởng về cái món của tuổi thơ mọi người ạ. Chứ còn bây giờ thì cũng không ai dùng tới cái món này nữa đâu ạ. Thì anh em lâu lâu đó ngồi với nhau lại để hồi tưởng lại cái món của tuổi thơ. Nếu mà những anh em nào đã từng dùng món này thì tất nhiên phải nhớ, phải biết cái mùi vị của nó. Ngon béo, ăn ngon bổ dưỡng. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này. Thì nếu mọi người thấy video này hay, video này hấp dẫn thì mọi người cho anh em xin một like và một đăng ký kênh và một chia sẻ để ủng hộ động lực cho anh em nhé. Rồi, xin tạm biệt và xin chào mọi người. Chào mọi người, cái thứ video này mọi người. Sao có dưỡng? Tôi biết mọi người. Tôi cắn mà học đồ phụng. Ok, tạm biệt mọi người.